Cá heo nguồn gốc, phân loại, đặc điểm chung của cá heo. Cá heo có tên tiếng Anh là dolphin là loài động vật có vú và có mối quan hệ mật thiết với các voi. Cá heo, cũng như cá voi, là hậu duệ của động vật có vú trên cạn và tất có thể thuộc ngành Artiodacta. Tổ tiên của cá heo hiện đại ngày nay có thể đã xuống nước khoảng 50 triệu năm trước ở kỳ Elkin. Phân loại cá heo Có gần 40 loài cá heo thuộc 17 chi sinh sống ở các đại dương, Số ít còn lại sinh sống tại một số con sông trên thế giới. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một vài loại cá heo nổi tiếng và thân thuộc nhất với con người. Cá heo đại dương cá heo biển. Cá heo đại dương có tên tiếng Anh là dolphin, trong dòng này có hơn 20 loài. Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra một số dòng phổ biến. Cá heo mũi chai. Cá heo mũi chai là dòng cá heo phổ biến nhất ở trên thế giới. Dòng cá heo này có tên tiếng Anh common bottlenose dolphin. Dòng cá heo này phổ biến nhất vì chúng sống ở hầu hết các vùng biển trên thế giới. Không chỉ vậy, dòng cá này còn được nuôi nhốt rất nhiều trong các khu biểu diễn siếc, chúng xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim. Cá heo mũi chai có kích thước trung bình, khi trưởng thành có chiều dài khoảng 24 m và cân nặng khoảng 150 kg. Cá heo được thường có cân nặng lớn hơn so với cá cái. Điểm đặc biệt của dòng cá heo này chính là ở phần mõm. Mõm của dòng cá heo này khá dài và nhọn điều này khiến chúng có tên là cá heo mũi chai. Tuổi thọ trung bình của dòng cá heo mũi chai vào khoảng 25 năm. Nếu như sống trong môi trường nuôi nhốt, các heo mũi chai có thể sống đến 50 năm tuổi. Dòng cá này thường sống thành bầy đàn từ khoảng 15 cá thể trở lên. Dòng cá này khi ăn thường không nhai mà sẽ nuốt thức ăn. Dòng cá heo mũi chai kiếm thức ăn bằng cách sử dụng tiếng vang và phát ra âm thanh. Dòng cá heo mũi chai được nghiên cứu là dòng cá có bộ não rất phát triển não của chúng to hơn cả của con người. Cá heo mũi chay được nuôi nhốt ngoài làm siếc còn được huấn luyện làm nghiệp vụ. 2. Cá heo sát thủ Cá heo sát thủ hay chính là dòng cá voi sát thủ. Loài cá heo sát thủ là dòng có kích thước lớn nhất trong họ cá heo đại dương. Dòng cá heo này thường sống thành bầy đàn với nhiều thế hệ. Cá heo sát thủ có thân hình tương tròn và thuôn dài ở phần đuôi. Cá heo sát thủ thường có màu đen và các khoang màu trắng. Miệng của cá khá vuông, hàm trên dài hơn so với phần hàm dưới. Phần mắt của cá khá nhỏ, phía sau mắt cá thường có màu trắng. Dòng cá này có phần vây lưng lớn, nhô cao và có màu đen nhánh. Cá heo sát thủ có chiều dài lớn, dao động từ 6-8m và nặng khoảng hơn 6 tấn. Cá cái thường có cân nặng dao động từ 3-4 tấn. Tuổi thọ trung bình của cá heo sát thủ vào khoảng 50 năm. Cá heo sát thủ là dòng có thịt lực và thính giác vô cùng nhạy cảm. Không chỉ có vậy, dòng cá heo sát thủ được xếp vào một trong những dòng cá heo thông minh nhất. Cá heo sát thủ cũng được sử dụng để huấn luyện làm siếc. 3. Cá heo trắng. Cá heo trắng có tên tiếng Anh Waikidolphin, dòng cá này thuộc họ cá voi có răng. Dòng cá heo này được tìm thấy và mô tả lần đầu tiên vào năm 1846. Dòng cá heo trắng khi trưởng thành chiều dài đạt 23-3 mét và cân nặng dao động trong khoảng 183 354 kg. Dòng cá heo này thường có màu trắng hoặc xám trắng và miệng và hông trắng. Cá heo trắng thường phân bổ ở vùng phía Bắc Đại Tây Dương. Cá heo nước ngọt cá heo sông Trước hẳn nhắc đến cá heo đại dương thì quá quen thuộc với nhiều người, nhưng dòng cá heo sông còn khá xa lạ. Dưới đây là một số dòng cá heo sông nổi tiếng ở trên thế giới. Cá heo sông Amazon cá heo hồng Cá heo sông Amazon là dòng cá heo sông có kích thước cơ thể lớn nhất. Cá heo trưởng thành có thể dài đến 25 mét và nặng tới 185 kg. Cá heo sông Amazon là dòng cá sông có răng và là loài ăn tạp. Cá heo sông Amazon thường có màu hồng hoặc màu hồng xám đây chính là điểm đặc biệt của dòng cá này. 2. Cá heo xanh đuôi đỏ cá heo miền Tây Cá heo xanh có phần thân trung bình mõm nhọn và có bốn đôi râu ở phần khóe miệng. Cá heo xanh khi còn nhỏ thường có những sọc xám nâu, khi trưởng thành thường có màu xanh toàn thân và màu đỏ cam ở các vây. Cá heo xanh thường sống chủ yếu ở tầng nước đáy. Dòng cá heo nước ngọt này là dòng cá đẻ trứng và có tập tính di cư sinh sản. Cá heo nước ngọt cảnh, cá heo xanh được nuôi làm cảnh ở trong các bể cá phong thủy. Dòng cá này vô cùng được ưa chuộng, mức giá của chúng không quá cao. Một chú cá heo xanh có giá dao động khoảng 15-20.000 đồng con. 3. Cá heo bông cá heo cảnh Cá heo bông còn được gọi là cá heo lửa hoặc tai tượng phi. Dòng cá này có thân hình chắc khỏe, phần miệng cá dày và rất rộng. Trên thân hình của cá có rất nhiều hoa vân, nền thân có màu trắng hồng. Cá heo bông là dòng cá cảnh sống ở mọi tầng nước và có nguồn gốc đến từ Nam Mỹ. Cá heo bông có giá dao động khoảng 15-30.000 đồng con. Đặc điểm chung của cá heo Cấu tạo và kích thước. Cá heo là dòng cá có kích thước cơ thể lớn và thân hình cá heo có hình thoi và xuân đều xuống đến phần đuôi, cơ thể gọn gàng giúp cho cá heo bơi được với tốc độ cao. Loài cá heo có kích thước nhỏ nhất là 12 m, dài nhất là 95 m. Cân nặng của chúng cũng dao động từ 40 kg cho đến 10 tấn. Loài này này được tiến hóa từ động vật có vú sống ở trên cạn. Loài cá heo có thân hình giống hình ngư lôi, phần cổ của chúng thường không linh hoạt. Chân tay của loài động vật cổ đại tiến hóa thành chân trèo để thích nghi với môi trường nước. Cá heo không có phần tai ngoài, đầu và sọ của cá heo khá nhỏ, phần mắt của cá nhỏ. Mắt đặt gần ngang so với phần khóe miệng, mõm cá khá dài và nhọn. Phần răng của cá heo giống với hình nón, điều này giúp cá săn mồi và nghiền nát con mồi dễ dàng hơn. Cá heo là dòng cá được tiến hóa từ động vật có vú ở trên cạn, chính vì vậy chúng thở bằng phổi. Chúng hô hấp bằng cách hít không khí vào lỗ thổi ở đỉnh đầu. Khi thở ra chúng sẽ phun vòi nước hướng lên trên mặt nước. Bao bọc cơ thể của cá heo là một lớp mỡ và lớp da rất dày. Điều này giúp chúng có thể bảo vệ cơ thể khỏi thời tiết lạnh giá và sự tấn công của các động vật ăn thịt khác. Cá heo có một vây lưng lớn không xương, hai vây mái trèo ở phần ngực và vây đuôi khá lớn và chia thủy sâu ở giữa. Cá heo thường có màu xám xanh bao phủ toàn bộ cơ thể. Cá heo cũng là dòng cá có giác quan vô cùng nhạy chúng có thị lực vô cùng tốt. Vì mắt đặt ở tầm ngang nên chúng có thể quan sát rộng. Cá heo có tần số âm thanh rất nhạy. Chúng thường tạo ra những bản nhạc, đây là cách liên lạc giữa các cá thể ở trong loài. Chế độ dinh dưỡng Cá heo là dòng cá ăn tạp, chế độ dinh dưỡng của chúng thay đổi theo mùa. Ở một số dòng cá heo có xu hướng di cư theo mùa để tìm kiếm thức ăn. Ở một số dòng cá heo sông thường di cư ra biển từ khoảng tháng 4-10 hàng năm để kiếm ăn cá heo có thể kiếm ăn ở cả vùng nước đáy và giữa. Dạ dày của chúng có thể tiêu hóa được cả động vật có xương và không xương. Một số dòng thức ăn được yêu thích của cá heo, các loài cá con như cá chích, cá mỏi, động vật giáp xác như tôm, các loài động vật và sinh vật không xương sống khác. Sinh sản ở cá heo Cá heo là dòng cá sinh sản theo hình thức để con và cho con bú. Cá có cơ quan sinh sản nằm ở bên trong cơ thể ở bụng có các khe sinh dục đây là cách để cá heo đực và cá heo cái giao phối. Cá heo nuôi con bằng gì? Một lần sinh sản, cá heo chỉ đẻ được một con và thời gian mang thai trong khoảng một năm. Sau khi sinh con, cá heo sẽ cho con bú sữa thông qua núm vú. Chúng sẽ nuôi con trong vòng 11 tháng rồi mới tách con. Môi trường sống của cá heo Cá heo là dòng cá sống thành từng đàn. Một đàn cá heo thường có khoảng chục cá thể sinh sống cùng với nhau cá heo được tìm thấy ở hầu hết mọi vùng biển và sông ở trên thế giới cá heo có những dòng sống ở đại dương và có một số dòng cá heo sống ở sông và vùng nước lợ mối quan hệ giữa cá heo và con người cá heo và con người có rất nhiều mối quan hệ cả cộng sinh và tiêu diệt dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra một số những điều thú vị về mối liên hệ giữa con người và cá heo cá heo diễn siếc mục đích nuôi cá heo để huấn luyện chúng làm siếc cá heo được huấn luyện để làm rất nhiều hành động giống với con người dưới đây là một số tiết mục cá heo làm siếc. Cá heo nhảy qua vòng lửa, cá heo được huấn luyện nhảy qua vòng lửa ở trên cao. Cá heo chơi bóng, siếc cá heo chơi bóng chuyển trên nước, đá bóng bằng đuôi và đầu. Cá heo hát, cá heo được huấn luyện tạo ra những bản nhạc từ tiếng rít của chúng. Cá heo vẽ tranh, ở một số chú cá heo được huấn luyện để vẽ tranh phong cảnh và chính bản thân chúng. Cá heo múa, nhảy, những chú cá heo sẽ được huấn luyện để múa bằng đuôi và nhảy lên khỏi mặt nước theo điệu nhạc vô cùng thú vị. Hiện nay, để xem cá heo diễn xiếc các bạn có thể đến khu vui chơi giải trí tuần châu Quảng Ninh để xem đây được xem là nơi đầu tiên của Việt Nam có cá heo diễn xiếc. Cá heo là dòng cá có tính cách hiền lành và rất thân thiện với con người. Đã có nhiều trường hợp cá heo cứu con người và cứu những chú chó khỏi sự nguy hiểm của cá mập và cá voi. Tác động xấu của con người đến cá heo con người có thể nói là nguyên nhân chính gây nên sự sụt giảm nghiêm trọng về loài cá heo. Việc xả thải ra môi trường, đây là nguyên nhân khiến nhiều cá thể cá heo không thể thích nghi và bị chết. Không chỉ có vậy, con người còn săn bắt cá heo một cách bừa bãi để làm thực phẩm. Cá heo được sử dụng làm thực phẩm nhiều nhất ở đất nước Nhật Bản. Điều này khiến một số dòng cá heo đại dương hiện nay phải đưa vào danh sách những động vật cần được bảo tồn.